Công Minh Audio chi nhánh miền Nam xin chào tất cả các bác nhé. Và hiện tại thì em đang có mặt tại cơ sở ở trong miền Nam và nhắc tại lại cái vị trí của cửa hàng Công Minh Audio thì rất là đơn giản. Các bác nếu mà đi từ qua từ hướng Tân Phú hay là hướng quận 1 thì các bác đi qua cái từ hầm chui An Sương này, hầm chui ngã tư An Sương, các bác đi thẳng đoạn đường này, quốc lộ 22 qua ngã tư Đèo Sảnh, đèn đỏ thứ nhất này. Đến đèn xanh đèn đỏ thứ hai, đấy. Đến đèn xanh đèn đỏ thứ hai thì các bác quay đầu đi thêm khoảng 500m và cửa hàng em thì đối diện với doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam ở đây, đấy, rất là dễ tìm. Và nó thỏm đây là một hàng cây xanh này. Còn nếu mà các bác cứ gõ là địa chỉ ở trên Google Map thì là sẽ là 48B Cư Xá Bà Điểm nhé, Cư Xá Bà Điểm quốc lộ E2. Còn nếu mà các bác mà ở gần khu Hóc Môn thì các bác chắc biết cái khu nhà tầng đấy, các bác cứ gọi là cái khu nhà lầu nhé, khu nhà lầu thì ở cái xã Hòa Điền sẽ biết, sẽ chỉ cho bác dễ hơn. Thì nhắc lại thì ở hiện tại cửa hàng Hiếu Minh Audio tại miền Nam, chi nhánh miền Nam thì về được khoảng mới từ miền Nam, từ Bắc, miền Bắc và vận chuyển vào trong cơ sở miền Nam khoảng gần 100 kiện hàng cho các bác nhé, bao gồm các mặt hàng như là súp này, đấy, hay là các loại súp hơi, súp hầm của DK này, hay là của PV, đấy, mới về mặt hàng. Và một dòng là Electrovoy này, bên này thì có đen nét này, DMX. Rồi, rất nhiều mặt hàng đây, em vừa mới bê xong. Và một số mặt hàng mới của DB như là mic 550 25 mã này, và quản lý nguồn bản mới nhất của DB nha các bác nhé. Đây. Đấy. Khoảng gần 100 kiện hàng mà em vừa mới bê xong. Thì em làm một clip rất là ngắn gọn và đơn giản để gửi tới các bác, là chủ yếu để thông báo đến các bác là mặt hàng ở ngoài miền Bắc đã vận chuyển vào miền Nam, và những bác nào đã đặt hàng ở ngoài miền Bắc này và đã đặt cọc thì các bác có thể qua cửa hàng này hay là gọi điện ở bên em để xác nhận đơn cho các bác và sẽ gửi hàng cho các bác trong thời gian sớm nhất nhé. Và em cũng xin kết thúc clip tại đây và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo của cửa hàng Hiếu Minh Audio nhé.